Chào các bạn, trong các bài trước chúng ta đã thiết kế được menu danh mục sản phẩm. Chúng ta muốn là ở đây khi người dùng bấm vào danh mục sản phẩm TV thì bên dưới này chúng ta phải hiện ra tất cả các sản phẩm thuộc danh mục TV. Ví dụ khi dùng bấm vào danh mục âm thanh thì chúng ta sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm thuộc danh mục âm thanh. Thì bạn thấy chỗ này về phần giao diện á, cái trang hiển thị này của chúng ta về mặt giao diện, chúng ta có thể lấy luôn cái trang sản phẩm mới này để chúng ta hiển thị. Vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta làm sao chúng ta lọc ra được các sản phẩm thuộc danh mục mà người dùng bấm vào. Bây giờ các bạn hãy mở lại trang danh mục sản phẩm của chúng ta lên để các bạn tham khảo các danh mục sản phẩm của chúng ta. Thì bạn thấy ở đây về phần danh mục sản phẩm của chúng ta, mỗi một danh mục sản phẩm thì bạn thấy nó sẽ có cái mã số. Ví dụ TV thì có mã số là 1, âm thanh thì có mã số danh mục là 2, linh kiện máy tính thì có mã số là 3, thiết bị văn phòng thì có mã số là 4, laptop có mã số là 5, điện thoại di động thì có mã số là 6. Vậy vấn đề của chúng ta ở đây là khi người sử dụng bấm vào một cái danh mục này thì chúng ta phải gửi đi cái mã số của danh mục này qua trang dùng để lọc ra các sản phẩm thuộc cái danh mục đó. Do đó là bây giờ trước tiên là chúng ta phải tạo link cho menu để người dùng bấm vào danh mục nào thì cái mã số danh mục sản phẩm đó phải được gửi đi. Bây giờ các bạn hãy mở lại trang menu ngang lên. Trong phần danh mục sản phẩm của chúng ta là bạn thấy là cái địa chỉ href này đang để là rỗng. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái trang sản phẩm, chúng ta gọi là trang sản phẩm .php. Và trong trang này chúng ta sẽ truyền cái mã số của cái danh mục sản phẩm đi. Thì cái mã số của danh mục sản phẩm, ví dụ chúng ta gọi là category, chúng ta gọi là cat. Và cái giá trị của nó ở đây chính là cái mã số của cái danh mục, có nghĩa là cái phần tử đầu tiên bên trong cái mảng của chúng ta. Ở đây khi chúng ta xuất ra cái tên danh mục là chúng ta truy xuất vào bên trong cái mảng con arsup ở phần tử có cái khóa là 1, còn phần tử có cái khóa là 0 chính là cái mã số của cái danh mục sản phẩm. Cái phần tử có cái khóa là 1 chính là cái tên danh mục sản phẩm, chính là cái này. Còn cái phần tử có cái khóa là 0 thì chính là cái mã số danh mục sản phẩm. Do đó chỗ này chúng ta sẽ sử dụng là echo. Rồi sau đó chúng ta truy xuất vào mảng con arsup ở phần tử có cái khóa là 0. Phần tử có cái khóa là 0 là nó sẽ chứa cái mã số danh mục. Cái trang sản phẩm này thì tạm thời chúng ta khoan thực hiện. Bây giờ các bạn chạy thử, các bạn review lại trang chủ chúng ta, các bạn chạy thử. Bây giờ các bạn hãy thử bấm vô TV. Khi chúng ta bấm vào TV thì bạn thấy là nó đã link được tới trang sản phẩm và nó truyền mã số danh mục sản phẩm này lên. TV có mã số danh mục là 1, nó truyền lên là 1. Còn hiện tại chúng ta chưa tạo trang sản phẩm thì nó sẽ báo là file not found. Thì cái này là đúng rồi. Bây giờ các bạn thử bấm qua danh mục âm thanh thì bạn thấy là nó đã link được tới trang sản phẩm và nó truyền cái mã số danh mục sản phẩm bằng 2 qua. Vậy là cái phần link này là chúng ta đã thực hiện xong, là chúng ta đã gửi được cái mã số qua trang sản phẩm. Khi chúng ta bấm vào danh mục sản phẩm nào thì chúng ta sẽ gửi cái mã số danh mục sản phẩm đó qua trang sản phẩm. Và nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ chúng ta phải làm trang sản phẩm, và trong trang sản phẩm này chúng ta phải lọc ra các sản phẩm thuộc cái danh mục này. Thì cái trang sản phẩm đó phải làm sao đọc được thông tin trong cái tập tin sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như là người sử dụng ở đây bấm vào cái danh mục có mã số là 4 thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta chạy vào bên trong cái file sản phẩm.tt này, chúng ta lọc ra các sản phẩm mà nó có cái mã số danh mục là 4. Các sản phẩm có mã số danh mục là 4 ở đây đó là các thiết bị văn phòng. Còn về giao diện của cái trang sản phẩm này thì về giao diện chúng ta có thể làm giống như là trang sản phẩm mới chỗ này. Do đó là bây giờ các bạn có thể lấy trang sản phẩm mới version 1 này, các bạn CLS thành trang là chỗ này chúng ta gọi là sản phẩm.
.php. Trong trang menu ngang này chúng ta đặt tên là sản phẩm, thì bên đây chúng ta cũng phải là đặt tên là sản phẩm. Bây giờ các bạn hãy review lại trang của chúng ta thử. Ví dụ đây chúng ta bấm qua TV thì bạn thấy bây giờ nó đã gọi trang sản phẩm rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta link tới trang sản phẩm như vậy thì nó chỉ hiện độc lập cái trang sản phẩm này thôi, nó không có phần giao diện. Bạn thấy chỗ này là nó sẽ không có phần giao diện. Do đó là để tạo được cái phần giao diện này là chúng ta phải lấy lại cái giao diện của trang chủ, rồi chúng ta mới đưa cái trang sản phẩm này vào bên trong cái giao diện. Do đó là bây giờ cái cách chúng ta làm sẽ là như vậy. Bây giờ trong trang menu ngang này chúng ta không link trực tiếp tới trang sản phẩm nữa, mà chúng ta sẽ link tới cái trang chúng ta gọi là trang layout sản phẩm. Có nghĩa là chúng ta phải làm ra một cái trang layout của sản phẩm. Các bạn lưu lại. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái trang chủ này, chúng ta CSS thành trang layout sản phẩm để chúng ta tạo ra giao diện của trang sản phẩm này giống giao diện của trang chủ. Cái trang layout sản phẩm này là chúng ta CSS từ trang chủ ra, do đó là nó có giao diện hoàn toàn giống với trang chủ. Bây giờ chỗ phần content chỗ này chúng ta mới đưa cái trang sản phẩm của chúng ta vào đây. Có nghĩa là chúng ta phải trung gian qua cái trang giao diện này, rồi trong trang giao diện này chúng ta mới gọi cái trang sản phẩm vào. Bây giờ các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn quay lại trang chủ của chúng ta lại. Bây giờ các bạn thử bấm vào danh mục TV thì bạn thấy bây giờ chúng ta link tới trang layout sản phẩm, và cái mã số danh mục này nó gửi qua cho trang layout sản phẩm. Vậy là trang layout sản phẩm là có giao diện hoàn toàn giống như trang chủ của chúng ta thôi. Chúng ta bấm vào âm thanh thì cái danh mục sản phẩm này nó gửi qua trang layout sản phẩm ở đây. Vấn đề là bây giờ chỗ cái trang sản phẩm này chúng ta phải làm sao chúng ta lọc ra được các sản phẩm thuộc cái danh mục này. Bây giờ để biết được người ta bấm vào danh mục nào thì chúng ta phải làm sao chúng ta lấy được cái danh mục mà người ta đã gửi lên trên cái địa chỉ web này. Ví dụ đây người ta bấm vào linh kiện máy tính, người ta gửi lên cho chúng ta cái mã số danh mục sản phẩm là 3, thì chúng ta phải lấy cái mã số này. Vậy là bây giờ trong trang sản phẩm này, đầu tiên là chúng ta phải làm sao chúng ta lấy được cái danh mục đó xuống. Các bạn có thể viết chỗ này hoặc chỗ này cũng được. Khi người ta gửi lên thì lúc giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tạm. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là mã danh mục. Ta đặt là mã số danh mục đi. Và chúng ta sử dụng phương thức $get. Phương thức $get là chúng ta dùng để lấy, chúng ta lấy cái mã số card mà người dùng truyền lên. Thì cái mã số card này chính là cái mã số danh mục sản phẩm của cái danh mục sản phẩm mà người ta bấm vào. Đó chính là cái mã số này. Chỗ này có nghĩa là chúng ta lấy mã số danh mục sản phẩm. Mà người dùng click vào. Mà người dùng muốn xem đi. Khi chúng ta lấy được cái mã số này rồi thì lúc giờ trong cái phần so sánh điều kiện chỗ này là bây giờ chúng ta chỉ lấy ra các sản phẩm nào mà nó có cái mã số bằng với cái mã số danh mục. Thì trong phần trang sản phẩm của chúng ta thì bạn thấy chỗ này, đối với một sản phẩm khi chúng ta lưu á, là nó bao gồm các thông tin là mã số sản phẩm nè, rồi cái mã số danh mục sản phẩm, rồi cái tên sản phẩm, rồi cái giá sản phẩm, rồi cái hình sản phẩm và cái tình trạng của sản phẩm. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ so sánh là bên trong cái mảng con của chúng ta đó, rsub, chúng ta sẽ truy xuất vào phần tử có cái khóa là 1. Thì cái phần tử có cái khóa là 1 bên trong cái mảng con rsub là nó đang nắm giữ thông tin của cái mã số danh mục sản phẩm. Nếu mà nó bằng với cái mã số mà người ta bấm vào thì chúng ta mới lấy ra sản phẩm này. Do đó chỗ này là cái điều kiện của chúng ta là chỗ này chúng ta sẽ so sánh là cái phần tử có cái khóa là 1 bên trong cái mảng con rsub nó bằng với cái mã số danh mục mà người ta bấm vào. Thì cái mã số danh mục này là cái mã số mà người ta bấm vào cái danh mục sản phẩm. Thì chúng ta sẽ so sánh
nếu mà cái mã số danh mục sản phẩm của chúng ta bên trong cái mảng con RSUP này mà nó bằng đúng với cái mã số này thì chúng ta mới xuất ra cái sản phẩm này bên dưới. Chỗ này chúng ta chỉ xuất ra sản phẩm có mã số danh mục bằng với danh mục sản phẩm người dùng muốn xem. Các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn review lại thử. Ví dụ giờ chúng ta bấm vào danh mục TV thì bạn thấy bây giờ chỗ này nó chỉ lọc ra cho chúng ta đúng danh mục TV thôi. Khi chúng ta bấm vào danh mục TV thì cái card này chính là cái mã số danh mục của TV là bằng 1. Vậy là lúc giờ chúng ta vào bên trong trang sản phẩm này, chúng ta get được cái mã số đó, chúng ta get card, vậy card bằng 1, vậy cái mã số danh mục sản phẩm này là bằng 1. Vậy là chỗ đoạn code chỗ này nó sẽ so sánh là ở cái phần tử có cái khóa là 1 bên trong cái mảng coi RSUP chính là cái mã số của cái danh mục sản phẩm này. Nếu nó bằng 1 thì lúc giờ chúng ta lấy ra cái sản phẩm là TV. Còn trong trường hợp ví dụ chỗ này người ta bấm vào danh mục âm thanh thì cái mã số danh mục là 2. Vậy là khi chúng ta get được cái mã số danh mục này là 2 thì bên trong cái đoạn code này của chúng ta là nó sẽ so sánh là chúng ta chỉ lấy ra các sản phẩm mà cái mã số danh mục sản phẩm của nó bằng với cái mã số danh mục mà người ta bấm vào, đó là bằng 2. Có nghĩa là trong trang sản phẩm này chúng ta chỉ vào đây chúng ta lấy ra các sản phẩm mà nó có cái mã số danh mục là bằng 2 chỗ này. Do đó bạn thấy chỗ này là nó chỉ xuất ra cho chúng ta các sản phẩm là âm thanh thôi. Khi chúng ta bấm vào thiết bị văn phòng thì ở đây bạn thấy nó sẽ lọc ra cho chúng ta các thiết bị văn phòng. Ở đây thiết bị văn phòng chúng ta có một cái hình là nó bị sai hình. Tên hình này nó bị sai. Các bạn kiểm tra lại cái hình này của chúng ta là tên gì. Thiết bị văn phòng thì có cái mã số card là bằng 4. Các bạn kiểm tra cái trang sản phẩm của chúng ta lại. Các sản phẩm có cái mã số danh mục bằng 4. Ở đây là thiết bị số 1, số 2, số 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thiết bị số 8. Thiết bị văn phòng số 8 thì chỗ này chúng ta chưa có để cái tên. Chỗ này tên hình của chúng ta là thiếu số 8 chỗ này. Các bạn lưu lại, các bạn chạy lại. Vậy là chúng ta có được cái hình này lại. Khi chúng ta bấm vào thiết bị laptop thì sẽ xuất ra thiết bị laptop chỗ này. Khi chúng ta bấm vào điện thoại di động thì nó sẽ hiện ra các sản phẩm thuộc danh mục thiết bị di động. Thì bài thực hành hôm nay các bạn tạm thời làm tới đây. Chúc các bạn thực hành bài lớp này thành công. Chào các bạn.